à về danh hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện anh tải ngay về danh xin chào các em chào mừng các em đã quay trở lại với bài giảng chữa câu hỏi và bài tập môn tin học 7 bộ sách chân trời sáng tạo chủ đề 4 ứng dụng tin học bài 9 định dạng trang tính chèn thêm và xóa hàng cột Cô và Kem sẽ đến với câu hỏi khởi động trang 46 sách giáo khoa tin học 7 theo em, trang tính ở hình 1 hay hình 2 được trình bày đẹp hơn, dễ đọc hơn. Các em có thể quan sát hình 1, trang tính chưa được định dạng và hình số 2, trang tính đã được định dạng. Trong trang tính này, đó chính là bảng điểm học kỳ 1 môn tin học của tổ 1, sẽ cho các em biết về các cột, cột số 1 là số thứ tự, cột số 2 là họ và tên của các bạn thành viên trong tổ cột số 3 là điểm thường xuyên 1, cột số 4 là điểm thường xuyên 2, cột số 5 là điểm giữa kỳ, cột số 6 là điểm cuối kỳ và cột cuối cùng là điểm trung bình môn. Thảo luận với bạn để chỉ ra những điểm khác nhau giữa trang tính ở hình 2 với hình 1. Làm thế nào để từ trang tính ở hình 1 ta có được trang tính ở hình 2? Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Theo em, trang tính ở hình 2 đẹp hơn, dễ đọc hơn. Điểm khác của hình 2 là có màu sắc, căn chỉnh dữ liệu nên dễ, nên hình sẽ đẹp hơn, còn hình 1 không có màu sắc, không căn chỉnh dữ liệu. Để trang tính hình 1 giống với hình 2, ta, ta thực hiện định dạng màu sắc và căn chỉnh dữ liệu cho trang tính ở hình 1. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 1, trang 47, sách giáo khoa tin học 7 em hãy nêu các thao tác căn nề dữ liệu các ô tính trong khối ô tính A3 chia A8 và khối ô tính C3 chia G8 trong hình 1 để có kết quả tương tự hình 2. Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Các bước thao tác căn nề để hình 1 có kết quả như hình 2. Thứ nhất là đối với khối ô A3 chia A8, ta sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn khối A3 chia A8. Bước 2, chọn căn nề theo chiều ngang căn giữa. Đối với các ô còn lại, khối ô C2 chia G2 sẽ bao gồm các bước. Bước 1, chọn khối ô C2 chia G2. Bước 2, chọn text để thiết lập xuống dòng. Bước 3, chọn kiểu chữ in đậm. Bước 4, thay đổi màu chữ thành màu xanh da trời. Bước 5, chọn căn nề theo chiều ngang căn giữa. Khối ô G2 G9 sẽ bao gồm các bước Bước 1 chọn khối ô G2 chia G9 Bước 2 thay đổi màu chữ Thành màu đỏ Khối ô C3 chia G8 Ta sẽ thực hiện các bước Bước 1 chọn khối ô C3 chia G8 Bước 2 chọn căn nề Theo chiều ngang căn giữa Các em có thể quan sát hình 3 Đó chính là nhóm nách Home, Phone Bao gồm kiểu chữ, kẻ viền Màu nền, màu chữ cỡ chữ, phông chữ mà hình số 4 sẽ cho các em biết về nhóm lệnh hôm agreement sẽ bao gồm các lệnh như là căn nề dữ liệu theo chiều ngang, căn nề dữ liệu theo chiều dọc, thiết lập xuống dòng hay là gộp khối ô tính bằng căn giữa dữ liệu. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 1 trang 48 sách giáo khoa tin học 7. Phát biểu nào sau đây là sai? A. À, định dạng căn nề dữ liệu ô tính trong phần mềm bảng tính tương tự như trong phần mềm soạn thảo văn bản b nút lệnh merger và center vừa gộp các ô tính vừa căn nề giữa cho dữ liệu trong kết quả ô tính c nút lệnh grab text để thiết lập xuống dòng khi dữ liệu tràn ô tính d mặc định các ô tính đã được kẻ đường viên cô và kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời Đáp án chính xác là đáp án D kè mạng. Các ô tính chưa được mặc định kẻ viền, nháy chuột vào mũi tên bên phải. Nhưng lút ở hình để lựa chọn kiểu đường viền cho ô tính, khối ô tính đang chọn. Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 2, trang 48, sách giáo khoa tin học 7. Em hãy nêu các bước để chèn hàng mới vào vị trí hàng số 4. Cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Bước số 1, Kem sẽ chọn hàng vị trí cần chèn ở hàng số 4. Bước 2, nháy chuột chọn insert trong nhóm lệnh Home, chọn insert cell như hình số 1, lệnh chèn thêm dòng cột Câu hỏi hình thành kiến thức mới số 3, 148, sách giáo khoa tin học 7. Ở bảng bên phải trong hình 10, em hãy nêu các bước xóa cột C mới được thêm vào. Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Ta sẽ thực hiện các bước sau. Bước 1. Chọn cột cần xóa, cột C. Bước 2. Nháy chuột, chọn Delete trong nhóm lệnh Home, Sell. Nhìn số 1. Lệnh xóa hàng, cột trong nhóm lệnh Home, Sell. Câu hỏi luyện tập số 1, trang 49, sách giáo khoa tin học 7. Nếu các bước thực hiện mỗi công việc dưới đây. A. Định dạng dữ liệu trong ô tính. B. Căn nề dữ liệu thiết lập xuống dòng khi dữ liệu tràn vào ô tính. C. Thay đổi độ rộng của cột chiều cao của hàng. Cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Đối với ý A, định dạng dữ liệu, Kem sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn ô tính, khối ô tính cần định dạng. Bước 2, chọn định dạng phù hợp trong thẻ hôm như hình số 2. Ý B, căn nề dữ liệu, thiết lập xuống dòng, Kem sẽ thực hiện các bước như sau. Bước 1, chọn dữ liệu cần định dạng. Bước 2, nháy chuột, chọn căn nề, khi dữ liệu tràn ô tính, nháy chuột, chọn Tech như hình số 2. Ý C, đó là thay đổi độ rộng của cột và chiều cao, kem sẽ thực hiện các bước. Bước số 1, chọn dữ liệu cần định dạng. Bước 2, chọn lệnh Tech trong thẻ home, thiết lập xuống dòng như hình số 2, kem có thể quan sát hình 2, định dạng dữ liệu. Câu hỏi luyện tập số 2, trang 49, sách giáo khoa tin học 7. Phát biểu nào sau đây là sai? A. Khi chèn thêm một hàng, hàng mới sẽ được chèn vào đúng vị trí hàng được chọn. B. Khi chèn thêm một cột, cột mới được chèn vào đúng vị trí cột được chọn. C. Có thể chèn đồng thời nhiều hàng hay nhiều cột. D. Mỗi lần chèn, chỉ chèn được một cột hoặc một hàng. Cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Đáp án đúng là đáp án D kèm ạ. Câu hỏi thực hành số 1 trang 50 sách giáo khoa Tin học 7. Khởi động MS Excel và mở bảng tính có tên Bảng điểm Tin học tổ 1 đã được nưu trong bài thực hành trước và thực hiện các yêu cầu sau. A. Định dạng để có bảng tính tương tự như hình 2. B. Thêm hàng trống dưới hàng 6 và nhập dữ liệu cho hàng được thêm là họ và tên Nguyễn Văn Đức, điểm trung bình 1, 9, điểm thường xuyên 2, 8.5, điểm giữa kỳ 9, điểm cuối kỳ 10. C. Xóa hàng chứa thông tin của bạn Nê Hạnh Chi khỏi danh sách của tổ. D. Thêm cột điểm và cột bên trái, cột điểm trung bình môn và nập công thức tính tổng điểm cho bạn đầu tiên trong tổ. Thực hiện sao chép công thức tính tổng điểm của bạn đầu tiên để tính tổng điểm của các bạn còn lại. E. Chọn ô tính A3 và di chuyển chuột vào góc phải dưới ô tính này đến khi trò chuột trỏ thành hình dấu cộng, nhấn giữ phím Ctrl và kéo thả chuột đến ô tính A8. Quan sát kết quả và nhận xét về tính năng điền dữ liệu tự động em đã sử dụng. G thực hiện kẻ đường viền cho ô tính và in trang tính. H. Thực hiện nưu bảng tính. Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời. Đối với ý A, các bước thao tác căn nề có kết quả sẽ như hình 2. Đối với khối ô A3 chia A8, bước 1, kèm sẽ chọn khối ô A3 chia A8. Bước 2, chọn căn nề theo chiều ngang, căn giữa. Đối với các ô còn lại, thì khối ô C2 chia G2 các em sẽ thực hiện các bước như sau. Bước 1, chọn khối ô C2 chia G2. Bước 2, chọn Graphtex để thiết lập xuống dòng. Bước 3, chọn kiểu chữ in đậm. Bước 4, thay đổi màu chữ thành màu xanh da trời. Bước 5, chọn căn nề theo chiều ngang, căn giữa. Khối ô C2, G2 chia G9, các em sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn khối ô G2 chia G9. Bước 2, thay đổi màu chữ thành màu đỏ khối ô C3 chia G8, bước 1 chọn khối ô C3 chia G8, bước 2 chọn căn nề theo chiều ngang căn giữa. Các bước hộp ô kem sẽ thực hiện các bước. Bước 1 chọn khối ô A1 chia G1, bước 2 vào hôm nháy chọn Mergera và sen trò, bước 3 tô màu chữ và in đậm. Các em có thể quan sát hình 2, trang tính đã được định dạng. Ý B, k엔 sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn hàng cần chèn, vị trí ở phía dưới hàng số 6. Bước 2, nháy chuột chọn insert trong nhóm lệnh home, chọn insert cell. Bước 3, tiến hành nhập dữ liệu. Ý C, k엔 sẽ thực hiện các bước. Bước 1, chọn hàng cần xóa, hàng 5. Bước 2, chọn lệnh delete trong thẻ home để xóa. Ý D, bước 1, k엔 sẽ chọn vị trí cần chèn cột G. Bước số 2, nháy chuột chọn Insert trong nhóm lệnh Home chọn Insert Cell. Bước số 3, chọn OG2 nhập dữ liệu tổng điểm. Bước 4, nhập công thức tại ô G3 bằng C3 cộng D3 cộng E3 cộng F3 đóng mở ngoặc và nhấn Enter. Sau đó copy công thức tại OG3 và dán để tính cho những bạn còn lại. Ý yeah, e, khi giữ con trỏ hình dấu cộng và giữ nút cancho kéo thả đến A8 thì ta thấy xuất hiện dãy số thứ tự được đánh từ số 1 đến số 6. Ý g, nháy chuột vào mũi tên bên phải để lựa chọn kiểu đường viền cho ô tính khối ô đang chọn. H, nhấn tổ hợp phím Ctrl S và chọn vị trí New File. Các em có thể quan sát hình 3, đây chính là kết quả thực hiện trang tính này các em ạ. Câu hỏi thực hành số 2, trang 50, sách giáo khoa tin học 7. Mở bảng tính quyên góp chấm xlsx do giáo viên cung cấp. A. Thực hiện định dạng để có trang tính tương tự như hình 12. B. Nưu lại bảng tính và thoát khỏi MS Excel. C. Thực hiện nưu bảng tính. Cô và Ken sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời cho câu hỏi thực hành này nhé. Ý A. Đối với định dạng thì kem sẽ thực hiện các bước. Bước 1, nhập dữ liệu. Bước 2, chọn khối ô A1-G1 và chọn Merger và Center. Tiếp theo, thay đổi màu thành màu xanh lá. Bước 3, chọn khối ô A2-GI, tô màu chữ thành màu đỏ. Bước 4, chọn khối ô B1-B7 chia và chọn Merger và Center in-depth. Thực hiện tương tự như khối ô B6 chia B12, B13 chia B17, B16 chia B22. Bước 5, chọn toàn bộ bảng và chọn lệnh căn giữa. Bước 6, chọn khối ô A2 chia G27 và chọn, rồi chọn ô Brom để tắm khung. Đối với ý B, kem sẽ nhấn tổ hợp phím Ctrl S và chọn nơi nu bảng tính. Ý C, kem sẽ được bảng tính kết quả. Như hình 12 mà Kem đang quan sát Câu hỏi vận dụng trang 50 Sách giáo khoa tin học 7 Mở và thực hiện định dạng bảng tính quản lý Chi tiêu của gia đình em Hoặc bảng tính theo dõi kết quả học tập của em Đã tạo ở bài 8 Cô và Kem sẽ đến với phần hướng dẫn câu trả lời Kem hãy quan sát hình 4. Định dạng bảng Và Kem sẽ thực hiện các bước như sau Bước 1. Nhập dữ liệu Bước 2, chọn khối ô A1 chia G1 và chọn MG và Center, tô màu chữ thành màu xanh và in đậm. Bước 3, chọn khối ô A2 chia A3 và chọn MG Center in đậm. Bước 4, chọn khối ô B2 chia D5 và chọn MG Center in đậm, tô màu chữ thành màu đỏ. Bước 5, chọn khối ô E2 chia G2 và chọn MG và Center in đậm, tô màu chữ thành màu đỏ. Bước 6, chọn khối ô B2 chia G2, in đậm dữ liệu. Bước 7, chọn khối ô A2 chia G9 và chọn biểu tượng rồi chọn ô border rồi để đắm khung, sau đó chọn lệnh căn giữa. Câu hỏi vận dụng này cũng đã kết thúc bài giảng này rồi. Cảm ơn kem đã lắng nghe. Hẹn gặp lại kem vào bài giảng sau nhé! Quá học về Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt sách.